Chào mừng các em đã đến với trang web lời giải hay.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập trong bài học số 7, Ấn Độ cổ đại, nằm trong sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 6 của bộ sách Cánh Diều. Bài tập của chúng ta ngày hôm nay đó chính là trả lời câu hỏi vận dụng số 3, nằm trong trang sách số 35, sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 6. Câu hỏi có nội dung như sau. Hãy kể tên một số thành tựu về tôn giáo, kiến trúc của Ấn Độ cổ đại có ảnh hưởng đến Việt Nam. Các em có thể vận dụng kiến thức có trong mục 3 nhỏ, những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ kết hợp với những hiểu biết cá nhân để chúng ta có thể trả lời câu hỏi này nhé. Cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi này như sau. Thứ nhất, về những thành tựu tôn giáo ảnh hưởng đến Việt Nam, chúng ta có thể kể đến đó chính là Phật giáo. Phật giáo du nhập và là một trong 6 tôn giáo lớn ở Việt Nam. Hiện nay sẽ có khoảng hơn 11 triệu tín đồ với hơn 4 học viện Phật giáo và trên 17.000 cơ sở thờ tự. Khi Phật giáo đến Việt Nam thì đã có sự hòa hợp, dung nạp với các yếu tố văn hóa của tín ngưỡng bản địa. Tiếp theo đó chính là về những thành tựu kiến trúc. Nghệ thuật kiến trúc mang màu sắc tôn giáo như Ấn Độ giáo hay Phật giáo cũng đã sớm được truyền bá và phát triển ở Việt Nam, đã hình thành ở Việt Nam hai kiểu kiến trúc nổi bật. Chúng ta có thể kể đến đó chính là kiểu kiến trúc lên núi, ví dụ như Thánh Điện Mỹ Sơn ở Quảng Nam, hay kiểu kiến trúc chùa tháp như chùa ở Thiên Mụ ở Huế, hay tháp Bảo Thiên ở Hà Nội. Vậy là với những hướng dẫn của cô, các em hoàn toàn có thể trả lời được câu hỏi vận dụng số 3 đúng không nào? Các em hãy truy cập vào trang web lời giải hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em sẽ học tập thật tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!